Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tuyết Paris Chào mừng các bạn đến với kênh Tuyết Paris Hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn một món ăn đó là gà KFC Món này thì tất cả mọi người nghe chắc quen lắm à, Là món ăn mọi người đều thích, nhất là các em nhỏ Các em nhỏ rất là thích món này, các con mình cũng vậy, rất là thích À, và bây giờ chúng ta cùng vào bếp để làm cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé Nguyên liệu làm gà KFC gồm có một ký rưỡi đùi gà, 5 cái đùi gà. Bột chiên giòn, bột chiên xù. 3 muỗng cà phê hạt nêm, nửa trái chanh. một muỗng cà phê vơi bột nghệ, 6 nhánh tỏi, hai củ hành tím, và hai trái ớt khô nếu bạn nào không ăn thì không cần phải bỏ. Bây giờ mình bắt đầu đi sơ chế nha. À mình quên mình cần hai trái trứng gà nữa nha. Gà thì mình đã sát với muối và mình rửa sạch rồi. Bây giờ mình cắt ra làm đôi. Và mình dùng cái mũi dao mình khứa khứa ở phía bên trong thịt như vậy nè để tí nữa mình ướp với lại gia vị cho nó ngấm ở bên trong đó mình khứa khứa hết như vậy ở bên trong phần đùi này mình cũng khứa như vậy luôn mình dở lớp da ra và mình khứa ở bên trong Đây mình đã cắt xong hết gà rồi. Bây giờ mình đi xay tỏi và xay à, hành để mình ướp thịt. Mình bỏ vào trong một cái máy xay. Nếu bạn nào không có máy xay thì mình có thể giã ra cũng được. Mình lấy cái tô á, mình giã ra. Còn có máy xay thì mình làm thì nó tiện hơn. Bỏ vào mình xay nhuyễn ra. mình bỏ thịt gà vào một cái tô to mình đổ bột nghệ vào cùng với lại hạt nêm và mình cho vào một muỗng cà phê đường trộn đều vào với nhau và đổ vào gà để ướp đổ cả cái phần tỏi hành với ớt xay vô luôn. Vắt nửa trái chanh vào. Mình bỏ chanh này thì nó sẽ khử được cái mùi già của mình và ăn rất là thơm và ngon. Mình dùng găng tay. Mình trộn đều lên để cho nó gà nó thấm vô trong với cái gia vị hết của mình á. Cho nó đều hết với nhau. Đây gà của mình đã trộn đều với gia vị rồi Bây giờ mình sẽ dùng màng bọc bảo quản Và mình bọc cái tô thịt lại Bỏ vào tủ lạnh ướp 30 phút Nếu bạn nào có thời gian thì có thể ướp lâu hơn một chút Gà của mình sau khi ướp được 30 phút rồi nè Rất là thơm Bây giờ mình đi áp chảo gà nha Vặn lửa lên để lửa trung bình thôi Bỏ gà vào trong cái chảo không cần phải bỏ dầu gì đâu nha. Bỏ gà vào cái chảo. Và mình áp chảo, mỗi một mặt á mình áp chảo 7 phút. Đây một cái mặt kia mình đã áp được 7 phút rồi bây giờ mình lật mặt kia mình áp thêm 7 phút nữa. Trong lúc mình áp chảo á mình có thể lấy cái nắp vung mình đậy lại cho gà nó nhanh chín hết. Mỗi một mặt 7 phút là tổng cộng là 14 phút nha Gà của mình đã áp chảo được 14 phút rồi nè Bây giờ mình gấp gà ra Và mình tiếp tục áp chảo phần thịt còn lại Đây gà của mình đã được áp chảo xong rồi Bây giờ mình sẽ đi nhúng bột gà đập hai trái trứng gà vào một cái chén quậy trứng lên cho nó đều với nhau đổ cái phần trứng này vào một cái đĩa có cái đáy trũng để tí mình dễ nhúng gà Lấy một cái đĩa khác và đổ phần bột chiên giòn vào Cũng đĩa mà có đáy trũng ấy nha các bạn Và bột chiên xù vào một cái đĩa khác nữa Đây mình đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ mình đi nhúng bột gà nha mình đeo găng tay vào cho dễ nhúng mình lấy một cái đùi gà mình nhúng vào bột chiên giòn trước nhúng cho nó đều hết với nhau và kế tiếp là mình nhúng qua lớp trứng và cuối cùng thì mình nhúng qua lớp bột chiên xù. Khi nhúng xong rồi thì mình bỏ vào một cái đĩa và mình làm tiếp tục cái phần gà còn lại. Đây gà của mình đã được nhúng bột xong hết rồi. Dùng màng bọc bảo quản và bọc cái đĩa gà lại và bỏ vô trong tủ lạnh ướp thêm 15 phút nữa. Cho gà nó được nghỉ thêm 15 phút nữa rồi hãy lấy ra mình chiên. Bây giờ mình sẽ đi chiên gà. Mình đổ dầu vào cái chảo. Đổ nhiều nhiều vào một chút nha các bạn. Vặn lửa lên và đợi cho dầu nó nóng. Và đây là gà nghỉ ở trong tủ lạnh được 15 phút rồi. Và dầu cũng nóng. Bây giờ mình bỏ gà vào mình chiên. Mình chiên mỗi một mặt đó là 5 phút với lửa nhỏ thôi. Nếu lửa lớn quá thì sẽ bị cháy phần bên ngoài trước. Mình đã chiên một mặt được 5 phút rồi bây giờ mình mặt lật mặt bên kia chiên thêm 5 phút nữa. Các bạn thấy không, gà màu rất là đẹp, rất là ngon. Gà đã chiên tổng cộng được 10 phút rồi và đã chín rồi, bây giờ mình sẽ lấy gà ra. bây giờ thì mình sẽ xếp ra đĩa để thưởng thức đây các bạn thấy không màu thì màu vàng màu sắc rất là đẹp và rất là hấp dẫn à, mình có thể ăn cùng với lại khoai tây chiên rất là ngon rất là hấp dẫn các bạn ạ à. mình có thể làm cho các con cho gia đình mình cùng thưởng thức nha. À, mình chúc cho tất cả mọi người đều làm thành công. À, cảm ơn các bạn nhiều lắm, các bạn đã xem video của mình. Mexibuku Ova